Sau 30 năm đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lược, nỗi đau chưa dứt, mất mát chưa nguôi, dân tộc Việt Nam lại buộc phải bước vào một cuộc chiến trận mới, tàn khốc, đầy máu và nước mắt. Đằng sau cuộc chiến này là thảm họa diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Khmer Đỏ, cướp đi sinh mạng hơn 3 triệu người Campuchia và hơn 3 vạn người Việt Nam. Là mưu toan chia để trị nhân dân ba nước đồng dương của các cường quốc. 4 năm nhẫn nhịn tìm kiếm hòa bình, kiên trì đối phó với xung đột và chiến tranh biên giới. 10 năm gian khổ hy sinh để cứu giúp và hồi sinh đất nước Chùa Tháp từ họa diệt chủng. Trong bao giây cấm giận và chống Pháp quyết liệt của các thế lực thù địch, Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang vì tình nghĩa quốc tế vẹn toàn, trong sáng, thủy chung, và ý chí của một dân tộc kiên cường đã bước qua mọi khó khăn, thử thách để khẳng định trước thế giới quyền bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở hướng Tây Nam tổ quốc Việt Nam. Trên lãnh thổ Vương quốc Campuchia, từ thế kỷ thứ 9 đã từng tồn tại một trong những đế chế hùng mạnh trong lịch sử nhân loại với nền văn minh Angkor rực rỡ. Mà một trong những dấu vết còn lại là khu đền Angkor Wat, đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc điêu khắc Khmer, cũng là ký ức huy hoàng về một kinh thành bí ẩn huyền thoại trong quá khứ, được xây dựng vào thời kỳ hoàng kim của đế chế Khmer. Angkor Wat là thánh đường thờ thần Vishnu của Ấn Độ giáo, sau trở thành linh địa thờ Phật. Đây cũng là nơi ghi lại một phần lịch sử đế chế Khmer, một đế chế vốn quen việc tranh giành quyền lực và những cuộc chinh phạt chiếm đóng, bao trùm lên lãnh thổ Thái Lan, Lào, một phần Myanmar và miền Nam Việt Nam ngày nay. Nhìn lại quá khứ huy hoàng đó, người ta không khỏi giật mình thảng thốt khi cũng chính chủ nhân của nền văn minh đã mất, bị đẩy đến tận cùng của sự mong muội trong bóng đêm diệt chủng kinh hoàng dưới chế độ Khmer Đỏ. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, chỉ vài giờ sau khi lính Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh lật đổ chế độ Lon Nol, những tay súng đi từ nhà này sang nhà khác, sử dụng lưỡi lê và vũ lực tịch thu tài sản và buộc dân chúng Phnom Penh phải rời khỏi thành phố, đi về các vùng rừng núi, nông thôn. Lính Khmer Đỏ coi những người dân thành thị này là tù nhân chiến tranh vì họ đã không chấp hành mệnh lệnh hồi tháng 2 di chuyển đến những vùng kiểm soát của Khmer Đỏ. Họ bỗng chốc mất tất cả và phải lê bước tha hương trước họng súng, lưỡi lê, bệnh tật và chết chóc. Những ai kháng lệnh đều bị tử hình. Tất cả những hành động điên rồ này như nghị quyết của Trung ương Đảng Khmer Đỏ, đường lối di dân của chúng ta là quan trọng nhất sau ngày 17 tháng 4 năm 1975. Làm việc này, chúng ta thủ tiêu được mọi lực lượng chống đối, làm chủ đất nước 100%. 6 tháng sau khi giải phóng Campuchia, tất nhiên là đối với mình là 5 tháng á, thì chính phủ Campuchia mới mời là dưới sự chỉ đạo của Pol Pot, Hun Sen đó, mời cái đoàn báo chí Việt Nam qua để xem tình hình yên ổn làm ăn của nhân dân Campuchia sau giải phóng. Đó, mục đích chính là như vậy. Thì gồm ai? Báo Nhân dân, báo quân đội, báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến tham quan đất nước Campuchia cuối năm 1975 đã gieo vào lòng các phóng viên Việt Nam nỗi hoài nghi mơ hồ trước sự hoang tàn, tĩnh lặng, đáng sợ bao trùm lên toàn bộ các thành phố, đô thị ở những nơi mà họ đi qua. Từ Phnom Penh đến Kampong Chàm, sang Siem Reap, Bát Tâm Bang, về Prai Vang. Như cựu hoàng Sihanouk, người tù của Khmer Đỏ, sau này chia sẻ: từ dưới sông nhìn lên, tôi không thấy một bóng người nào trên bờ sông Mekong,
sông Tonle Sap và sông Ba Sát. Thủ đô Phnom Penh đã trở thành một thành phố chết, một thành phố ma. Đây là kết quả của những năm tháng Paris của nhóm Pol Pot khi vay mượn lý thuyết của André Gander Frank rằng các thành phố là những vật ký sinh vào nông thôn, phải xây dựng một xã hội Campuchia mới từ con số 0. Để tạo ra nền móng của một chế độ mới, Khmer Đỏ đã triệt để loại bỏ hoàn toàn mọi cơ cấu xã hội cũ, theo lời của Khieu Samphan, tẩy sạch những vết nhơ của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa phong kiến. Từ cưỡng bức di dân để xóa bỏ mọi giai cấp, đóng cửa tất cả các trường học, bệnh viện và nhà máy, xóa bỏ ngân hàng, tài chính, tiền tệ và chợ búa, đặt ra ngoài vòng pháp luật mọi tôn giáo, giải tán các nhóm thiểu số, hủy hoại mọi phong tục tập quán. Đi đâu dắt tanh tay bên hết. Những cái trụ cây số đó nó liền xuống đường hết, không còn. Còn lâu lâu mình thấy một đống xe, lâu lâu thấy một đống xe, các loại xe nó dồn vào đó hết. Chừng vô Nam Giang này, cỏ nó mọc từ ở trong lề nó bọc ra ngoài đường này, đầy hết. Dừa nó rụng đầy hết rồi. Cái cho mình vô ở cái nhà. Cái nhà thì hai đầu, cái đường ngắn thôi, nhưng mà hai đầu nó có gác. Đập phá chợ, đập phá chùa chiền, đập phá tiền bạc, ngân hàng đấy, ngân hàng vứt đi hết. Coi như là phá sạch và bắt tất cả nhân dân đi làm lao động hết, ra thành các công xã. Thế thì lúc đó ta cũng đã nghe thấy cái tình hình ấy. Nhưng mà ta cũng chưa hiểu là như thế nào, một cái chế độ ra sao đây. Tháng 1 năm 1976, hiến pháp mới được thông qua. Theo đó, một chế độ chủ nghĩa xã hội không theo kiểu mẫu nào mà Pol Pot ảo tưởng xây dựng được đặt tên là Campuchia Dân Chủ. Và dù mang danh nghĩa một quốc gia cộng sản, nó vẫn được thừa nhận ngoại giao rộng rãi từ các nước trên thế giới do ảnh hưởng từ danh tiếng cựu hoàng Sihanouk ở cương vị quốc trưởng và từ sự bảo trợ của các nước lớn. Hai tác giả Grant Evans và Kevin Rowley nhận xét, việc Khmer Đỏ lên cầm quyền là hậu quả trực tiếp của sự tan rã xã hội và sự sụp đổ chính trị xảy ra khi Sihanouk bị lật đổ và Campuchia đột ngột bị chìm vào cơn lốc của cuộc chiến tranh Đông Dương. Nó giành được quyền kiểm soát nhân dân trước khi giành được sự ủng hộ của họ. Cùng với việc không thể xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý có học thức, do phần lớn đã đi theo Lon Nol, Khmer Đỏ buộc phải dựa vào hàng ngũ binh lính nông dân ít học. Hậu quả tất yếu là sự bất lực của một bộ máy chính trị trong việc giải quyết vấn đề quản lý các đô thị đang đầy ắp những người tị nạn đã giải thích quyết định bất thường giải tán nhân dân đô thị và đẩy họ vào một chiến dịch khủng bố bằng những biện pháp thực dụng đó. Pol Pot có thể không cần đến việc xây dựng một nhà nước quan liêu hiện đại. Dàn lãnh đạo của Campuchia Dân Chủ lấy nền tảng từ nhóm Paris, gồm Nuon Chea, Chủ tịch Quốc hội, Yen Sary, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Khieu Samphan, Chủ tịch nước, Tamok, Bí thư vùng Tây Nam, Kepok, Bí thư vùng Bắc, Son Sen, Bộ trưởng Quốc phòng, Yuen Yat, Bộ trưởng Thông tin, Yen Sirit, Bộ trưởng Xã hội. Và cầm đầu là Pol Pot, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Khmer Đỏ, kiêm Thủ tướng Campuchia Dân Chủ. Một nhân vật mà như nhận xét của phóng viên Philip Shore, một học trò tầm thường, một sinh viên tầm thường, một nhà chỉ huy quân sự tầm thường, một lãnh tụ tầm thường. Y chỉ đáng chú ý bởi một điều, mấy triệu người đã chết vì sự tàn ác và bất tài của y. Cùng với những cộng sự, Pol Pot đã tạo ra một chốn địa ngục kinh hoàng ngay trên đất nước Campuchia, nhân danh chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, những tư tưởng mà Khmer Đỏ chưa bao giờ đại diện. Chủ nghĩa Pol Pot
là một sự hổ lốn giữa một tí chủ nghĩa Mác trộn lẫn với chủ nghĩa Mao và tư tưởng cánh tả của đám thanh niên cánh tả của phương Tây mà hình thành ra trong rừng của Campuchia. Mà nó cũng bị chia. Ý thức hệ Khmer Đỏ là một ý thức hệ cực đoan, quân phiệt đã bao trùm lên toàn bộ xã hội Campuchia lúc bấy giờ, gây ra cảnh đau thương, mất mát không sao kể hết, kể cả về mặt vật chất và tinh thần của người dân Campuchia. Toàn bộ cơ cấu văn hóa, xã hội của dân tộc Campuchia đều bị phá hủy hoàn toàn. Nói tóm lại, Khmer Đỏ là một con quỷ được sinh ra trong lịch sử Campuchia. Những người dân đô thị sau khi bị buộc trở thành vô sản phải tiếp tục trải qua lò luyện cải tạo giai cấp bằng cưỡng bức lao động tập thể trên diện rộng trong những công xã nông thôn. Theo Wilfred Budget, Khmer Đỏ bị ám ảnh bởi cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc để cho nông dân cải quấn trí thức, đặt nông dân lên bậc thang cao nhất của xã hội. Nhưng Khmer Đỏ đã bắt chước một cách nguyên thủy hơn nhiều. Như lời của Khieu Samphan, con người càng được giáo dục thì càng trở nên dối trá và chỉ cần một hệ thống xã hội thật đơn giản để duy trì sự trong sạch và sự lành mạnh. Nhóm ưu tú sẽ làm công việc suy nghĩ, nhân dân chỉ cần lao động và tuân lệnh. Khmer Đỏ gọi họ là dân mới để phân biệt với dân cũ là những nông dân ủng hộ và nằm trong vùng kiểm soát của chúng trước khi chế độ Lon Nol sụp đổ. Dân mới phải làm tất cả những công việc nặng nhọc trong 13, 14 giờ mỗi ngày. Bất kể là người già hay trẻ nhỏ, bất kể ngày hay đêm, trời nắng hay trời mưa, và không hề có ngày nghỉ, ngay cả khi ốm đau. Về thực chất, đây là một kiểu xã hội nô lệ trong thế kỷ 20, dưới hình thức những trại tập trung khổng lồ. Lúc đầu, thân phận nô lệ chỉ dành cho dân mới, nhưng chẳng bao lâu sau, nó được áp dụng cho toàn thể dân tộc Campuchia, chỉ trừ giới lãnh đạo có đặc quyền. Toàn bộ nhân dân trở thành lao động khổ sai của các công xã, sống như là một xã viên, giáo viên, thầy tu, công chức cũ. Tất cả đều trở thành những nông dân. Ăn mặc á, thì phụ nữ toàn bộ mặc đồ đen hết. Là do cái nhồi sọ của cái bên trên nó xuống cái số mà gọi là cán bộ. Nó gọi bên đó nó gọi là AK, cán bộ của Quân Bốt. Rồi nó bắt người dân, coi như trí thức là nó bắt hết, đi cải tạo hết. Coi như là xây dựng cái xã hội tập thể, làm nông trường thì là nam ở một cái khu trại riêng, nữ ở khu trại riêng, không có nấu ăn riêng. Nhà chỗ nào mà tối có lửa là nó giết đấy. Trong giai đoạn 1975-1978, những khu trại tập trung hoang vắng như thế này là điều dễ dàng tìm thấy tại bất kỳ công xã nông thôn nào của Campuchia Dân Chủ. Đồng nghĩa với tốc độ giảm sút nghiêm trọng số lượng dân mới, việc lao động quá sức nhưng lại chỉ được hưởng khẩu phần ăn chết đói 2 bát cháo một ngày, cùng án tử hình dành cho bất kỳ ai bị bắt gặp tìm kiếm thức ăn bên ngoài, đã cướp đi sinh mệnh của hàng vạn người vô tội. Và đó là điều mà các lãnh đạo Khmer Đỏ mong muốn, bởi chúng chỉ cần 1 đến 2 triệu người trong số 7 triệu dân Campuchia để xây dựng chế độ mới. Một chế độ mà nhiều học giả cho là đã phỉ nhổ tất cả truyền thống, luân lý và tập quán của dân tộc. Ở đó, mọi quan hệ xã hội đều bị thủ tiêu, mọi suy nghĩ bị cấm đoán để triệt tiêu phản kháng. Giáo dục của Pol Pot đồng nghĩa với giác ngộ vô sản trên đồng ruộng. Lao động là cưỡng bức sức người, làm thay máy móc, gia súc. Sinh hoạt phải tuân theo tập thể,
kể cả trong hôn nhân. Quan hệ gia đình là điều cấm kỵ, lòng trắc ẩn và tình bằng hữu là dấu hiệu nhơ nhuốc của khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa. Và người Khmer tốt phải như một đồng chí bò tuân lệnh tuyệt đối và mù quáng, không nghe, không thấy, không biết, không nói. Thấy là nam thì làm việc nam, nữ thì làm một nhóm nữ, nít thì làm theo nít, còn ăn tập thể nó không có gì. Nói chung là mấy cái chảo cơm này như là mình nấu cám heo, đại khái vậy. Mình nói là thấy cái tình hình vậy, một màu hết, một màu đen hết. Tất cả đều sống theo cái tập đoàn, đi cùng ăn, cùng ở, cùng làm, không thứ mà cái không có gì cả. Thì không cần trí thức, không cần trí thức, tất cả là một cái trại lao động. Thế cơ mà, cả dân tộc Khmer thành một trại lao động. Dưới sự điều khiển của Pol Pot, bao trùm lên tất cả là uy quyền tuyệt đối, bất khả xâm phạm của tổ chức Anka, đại diện quyền lực của đảng, nhà nước và chính phủ Campuchia Dân Chủ, bao gồm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Những thành viên thuộc tổ chức Anka, cán bộ Khmer đó, vốn là những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Phần đông là những kẻ thuộc tầng lớp vô sản lưu manh, sống ngoài lề xã hội, như một chí phèo của Việt Nam hay Agri của Trung Quốc, từng bị chà đạp, khinh rẻ dưới thời quân chủ. Bỗng chốc nhờ Khmer đỏ đổi đời và được thăng tiến thành những lãnh đạo quyền uy, nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Sự vô lại và những oán hờn thuở trước đã biến Anka trở thành những kẻ khát máu và tàn bạo nhất. Phải làm như thế để thống nhất trong nước thì thống nhất tuyệt đối, để mà bảo gì dân phải nghe lấy. Thế không nghe thì chúng sẽ giết hết tất cả những người nó cho là có thể chống đối dân trí thức, nó giết cả trí thức, cái phần trí thức người ta nhận thức được, nó giết hết cả, nó thành cái xã hội coi như nô lệ của nó. Pol Pot muốn khôi phục đế chế Angkor cổ đại, nhưng đế chế của Pol Pot chỉ những người Khmer trong sạch về chủng tộc và trong sáng về chính trị theo tiêu chuẩn của y sẽ được sống sót. Và để tạo nên một lớp người Khmer mới, việc đầu tiên là tiến hành tẩy não. Những đứa trẻ từ 5 đến 9 tuổi bị tách khỏi gia đình, đưa đi biệt xứ để nhồi sọ theo khuôn mẫu Pol Pot. Ngay từ rất sớm, chúng đã được rèn luyện để làm quen với cái mà Sihanouk đã từng định nghĩa là một thái độ sùng bái đối với sự tàn ác, bao gồm cả những trò chơi tàn bạo để có một trái tim cứng rắn và niềm vui thú gây rợn với cảnh tàn sát, giết chóc. Đỉnh điểm là sự khinh miệt những mắt xích thiêng liêng gắn bó với cha mẹ, để chúng có khả năng tự tay giết cha, giết mẹ nếu họ bị nghi ngờ có hại cho chế độ. Bằng cách đó, Anka đã tạo ra một đội quân đông đảo, những chiến sĩ trẻ, trong sạch và cứng rắn theo định nghĩa của Pol Pot, là công cụ chuyên chính của đảng, được giao quyền lãnh đạo việc tra tấn và hành quyết. Giáo sư Càng Văn Sát cho rằng, cái đáng sợ hơn bản thân Khmer đỏ là sự trung thành của chúng đối với sứ mệnh. Chúng cứ tưởng mình là những á thần, á thánh thực thụ đang tham gia vào việc cùng sáng tạo của một con người mới. Còn nhà báo Sydney Chambers bình luận, không thể để cho cái đội quân gồm những thằng bé mới từ 12 đến 16 tuổi đầu này của Pol Pot nhập vào xã hội bình thường được. Chúng sẽ giết hại những người bình thường mất. Đối với ông, đội quân này đã đi quá xa trên con đường vô nhân đạo, đến nỗi không thể cứu vớt được. Khi mà chúng ta đã hiểu rõ được là chính nó muốn thay đổi một chế độ, đi thực hiện một cái cuộc công xã, tức là cái lực lượng hiện tại, nhất là cái anh em nào mà học ở Việt Nam, rồi cái lực lớp người mà nó ở trong cái chế độ các thứ thì cái đó phải diệt hết, phải cho một cái lớp mới ra đời. Thậm chí con cái các cái gia đình như thế đấy, nó
giết bố mẹ đi, chỉ còn lại không biết bố mẹ là ai. Nó đi xáo trộn hết từ nọ tới nọ đường kia kia để xây dựng một cái xã hội mới. Tôi đã tham gia nó điều tra, tham gia mà hỏi cung một cái cô phụ nữ mà gọi là cán bộ của Pol Pot đó, chừng hai mấy tuổi thôi. Thế hỏi cô giết người bằng cách nào, thì cô ấy thuật lại rất là tự nhiên. Tôi ngoai đầu tóc, tôi đạp dưới chân, tôi đập đầu. Hỏi tại sao cô giết người, là ăn ca bảo tôi phải giết. Vậy thôi, rất là đơn giản. Tôi nhớ là tôi quay hai reel phim, một reel là 120 phước thì là khoảng 10 phút, 20 phút anh mới kể câu chuyện ở công xã như thế nào, anh ta là giết người như thế nào. Anh ngồi anh kể tỉnh bơ, thì tôi nhớ cái thành tích mà ghê nhất là anh nói anh trực tiếp anh giết khoảng 4.000 người Campuchia, mà chủ yếu là dân thành thị, người già và con nít ở trong một cái công xã nào đó ở Xuê Riêng. Nói giọng tỉnh bơ, tôi chưa từng thấy con người ai như vậy. Hỏi anh giết bằng cái gì? Đập bằng cuốc, bằng xẻng, đập bằng gốc tre. Trong đó cái là tại sao giết, thì ăn ca ra lệnh giết. Với phương châm giữ mày chẳng được gì, giết mày chẳng hại gì, tầng lớp dân mới, kẻ thù giai cấp được đánh dấu để tiêu diệt, đơn giản chỉ bằng cách lật lòng bàn tay là đủ. Có chai tay thì sống, không có thì chết. Luật sư Dick Munty kể rằng đêm nào cũng có 2 hay 3 người dân mới bị triệu tập đi họp và biến mất, không để lại chút dấu tích. Chúng tôi sống trong nỗi lo sợ bất tận, chẳng biết bao giờ sẽ đến lượt mình bị giết. Không ai dám tin ai, bởi mật thám trà trộn giữa chúng tôi. Những đứa trẻ từ 6 đến 8 tuổi phải làm mật thám đối với cả cha mẹ chúng. Nhân danh An Ca, lính Khmer Đỏ giết chóc và trộm cắp. Bằng cách đó, chúng từng bước lún sâu vào con đường dị chủng và diệt chủng. Gia đình tôi bị lính Pol Pot hành tội cho đến chết. Không những là anh em ruột mà còn có cả các chú, bác, bạn, dì, cô, cậu. Tổng cộng có trên 10 người bị sát hại, chưa kể con cháu chút chít riêng nữa. Chúng nó lùa đi chỗ khác và giết chết rất nhiều người Campuchia khác nữa. Quân tình nguyện mà sang đến nơi mới thấy là quá quái thai. Bởi vì là nhiều nơi thì là nó đào cái hố cho cá sấu xuống đấy. Cứ xếp hàng lần lượt thế này, cứ ra như thế, nó đập cái đầu bằng đấy, lại chết. Lại cứ đến người cứ lần lượt xếp hàng, nó giết như vậy. Có người thì lại là nó không chém, mà nó lấy cái lá thuốc nốt đó, nó cưa. Mà ta khi mà ta tấn công sang được, ta đến ta cứu đó, thì có người là nó cưa chưa đứt, ta cứu được. Có những ông bác sĩ ta cứu được đấy. Rồi thậm chí là con cái nhà vua xe núp á, nó cũng nó tìm cho ra. Hãy mà nếu là các cái nhà trí thức là nó giết, con cái nhà vua là nó giết. Cái bút bút nó tàn sát quá, đẫm máu. Bây giờ các chị mà sang Campuchia thì mỗi xã có một gian nhà sọ đầu lâu, nó đập đầu ở những bụi le các thứ, toàn sọ đầu lâu không. Tất cả ở Campuchia không có giếng, có giếng và cái ao nhà chùa thì nó đập đầu đưa xuống đấy, mình ăn cạn đi, vét giếng lên toàn sọ đầu lâu. Bên cạnh việc tàn sát nhóm dân mới, Pol Pot đã cho xây dựng một hệ thống nhà tù với những hình thức tra tấn dã man khủng khiếp nhất. Điển hình là ngục Tuôn Sleng. Nhà ngục này là cơn ác mộng kinh hoàng đối với 17.000 tù nhân bị giam cầm và sát hại tại đây trong suốt gần 4 năm cầm quyền của Khmer Đỏ. Đó là những người chống đối chế độ hoặc bị cho là có khả năng chống đối chế độ.
đứng đầu danh sách là những sĩ quan, binh lính, công chức dưới chế độ Lonon, chế độ Sihanouk và gia đình của họ. Tiếp đến là những người có liên hệ với nước ngoài, giới trí thức và những người trong giống trí thức, các nhóm dân tộc thiểu số. Pol Pot từng tự hào khoe rằng tại ngục Tôn Sa Leng này, y đã nghiền nát các đối thủ, từ những người đi theo Sihanouk đến các lực lượng được Việt Nam đào tạo, và cuối cùng là các đồng chí Khmer Đỏ của chính y. Trên nguyên tắc, không tranh cãi với những người đối lập, phải tiêu diệt họ tận gốc rễ. Trong số đó bao gồm cả Hu Niêm và Hu Duyên, những thành viên trung thành thuộc nhóm Paris đã ủng hộ quan điểm đảng phải có lòng thương nhân dân của các lãnh đạo đối lập trong Khmer Đỏ. Wilfred Rochette cho rằng mọi tội ác của bọn Đức Quốc xã đều được Khmer Đỏ lặp lại và lặp lại có sáng tạo, phát minh thêm nhiều cái mới, sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi đầy đủ tầm cỡ của những điều khủng khiếp do Khmer Đỏ gây ra đối với nhân dân Campuchia. Chẳng bao giờ có thể đếm hay phân loại xuể hàng triệu những bộ xương và đầu lâu vô danh dưới những hố chôn người và những nấm mộ tập thể. Tôi xin nhắc lại lịch sử đau thương cay đắng của Campuchia. Trên thế giới này chưa có một nước nào có một chế độ tàn bạo, dã man và làm chết nhiều người như chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia. Chúng tôi có thể nói rằng trong 7 người dân Campuchia thì có 3 người bị giết. Đây là một thảm họa hết sức nghiêm trọng, gây nhiều mất mát về nhân mạng hơn tất cả các nước khác khi có chiến tranh hay chế độ diệt chủng. Trong lịch sử thế giới đã từng có những dân tộc là thực hiện cái chính sách diệt chủng, ví dụ như là phát xít Đức tiêu diệt người Do Thái, nhưng mà người Đức không tiêu diệt, ăn thịt người Đức của mình. Còn Pol Pot thì lại là thực hiện một cái chính sách diệt chủng ngay chính dân tộc Khmer. Và đây là điều mà cho đến bây giờ, theo tôi, chúng ta không cắt nghĩa được. Nằm cách thủ đô Phnom Penh hơn 20 km về hướng Tây Nam là di tích Chiong Ek, một trong số hơn 260 cánh đồng chết trên khắp đất nước Campuchia, cho thấy sự tàn bạo và dã man của chế độ Khmer Đỏ. Trung tâm di tích là một tháp tưởng niệm chứa hơn 8.000 hài cốt trong số hơn 20.000 nạn nhân bị giết hại dã man tại đây. Phần lớn các nạn nhân bị hành quyết đều được đưa đến từ nhà ngục Tôn Sa Leng. Dấu vết trên những hộp sọ cho thấy họ đã bị đập đầu cho đến chết bằng cuốc xẻng, gậy gộc, dao rửa. Và trước khi rời khỏi hiện trường, những tên đồ tể Khmer Đỏ còn cẩn thận rải chất độc hóa học lên xác nạn nhân để đảm bảo rằng không còn một ai sống sót. Man rợ nhất là những thân cây cổ thụ với dòng đề tựa cây để đập nát trẻ em. Chính sự điên rồ, hung hãn và kiêu ngạo của Pol Pot cùng với bản chất phản động của chế độ Khmer Đỏ đã bị các thế lực bên ngoài lợi dụng để tạo ra một đất nước Campuchia chống Việt Nam. Như trong lịch sử, những trùm tư bản dùng rua đã khai thác cái điên rồ của Hitler để xúc tiến âm mưu thống trị thế giới.